Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 9 tháng 7, tại trại giam B34 Cục An ninh Điều tra Bộ Công an, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên, 33 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, ở tỉnh Thất Bồng Lai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An phê chuẩn. Trước đó, ngày 2 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai, nay đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra đã tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại về những người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, có hành vi giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã có đủ chứng cứ để xác định Lê Thanh Nhất Nguyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, qua hai cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, tòa án đã tuyên phạt Lê Thanh Nhất Nguyên 4 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh Điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định. Võ Thị Diễm My là một cô gái được do đã đến tỉnh Thất Bồng Lai xin tu tập, sau đó mất tích. Việc mất tích bí ẩn này đã để lại một loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp. Việc truy tìm Võ Thị Diễm My sau 4 năm thất lạc đến nay vẫn chưa có kết quả và hiện vụ việc vẫn đang được nhận sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Nhiều bạn đọc bày tỏ thắc mắc liên quan đến vụ việc này. Để giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc, phóng viên Trần Minh đã tìm đến nhà ba mẹ ruột của Diễm My để trao đổi cụ thể hơn về sự việc này. Chắc ăn là chị biết bé nó sống, còn sống. Còn sống là vì lý do trong cái nơi giả sư này nè, là cái nơi của ông Lê Tùng Vân đó. Ông đưa con bé nhờ đỡ đi giới, đi giấu ở đâu đó cũng là gì, cũng là gia đình ông Lê Tùng Vân. Bé không bao giờ mà chết, cho nên người ta nói chị không bao giờ mà tin. Chị có linh trời Phật là Diễm My đang còn sống. Kính chào quý độc giả của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại Minh đang có mặt tại ngôi nhà của bé Diễm My. Mà đây ngồi cái Minh là anh Võ Văn Thắng. Võ Văn Thắng và chị Đoàn Thị Tuyết Mai. Vâng, thưa chị, thì được biết thì bé Diễm My mất tích từ giữa tháng 6 năm 2019. Thì gia đình mình có đến những nơi đâu và tỉnh thành nào tìm bé không ạ? Cái hành trình của gia đình của chị thì tìm bé không có nơi nào mà không tìm hết. Trong tỉnh nào, nơi nào cũng đều tìm bé. Nhưng mà cái vấn đề chị suy nghĩ, hiện giờ suy nghĩ kỹ rồi, chị chỉ biết một cái nơi mà bé đang ở là nơi cái gia đình của ông Lê Tùng Vân. Là trước bé đó nguyện vọng vô tù đó, và sau đó bé mất tích cũng vẫn là gia đình ông Lê Tùng Vân đưa đi gửi hay là đi nhờ đỡ ai đó cũng là gia đình ông Lê Tùng Vân đạo diễn hết. Chứ còn ngoài ra bé không có một ai mà bé sống được đâu. Tại vì bé sống từ nhỏ giờ trong gia đình là chỉ cha mẹ lo lắng về nuôi lớn lên rất là khôn ngoan. Khi mà bé ngộ nhận ở chỗ đó là chùa đó, với bé thương những chú tiểu mà nghèo á, thì bé bỏ nhà đi. Rồi nhưng mà chị nói hoài không có nghe, chị nói điểm ở đó là không có tốt. Sao chị có ánh mắt của chị nhìn vô, chị linh, chị nói nơi đó là không tốt. Chị khuyên bé hoài mà bé nó u mê, nó không nghe lời. Em xin phép hỏi anh Thắng là thưa anh Thắng, thì trong suốt 4 năm qua thì gia đình mình có tiếp tục tìm kiếm bé hay không? Và có đến những tỉnh thành nào tìm kiếm bé không? Hoặc là những phương thức nào để tìm kiếm bé không ha? Yeah. Trong thời gian đầu á, mà bé nó đi á, thì cũng tình nghi rằng các cái nơi, các tỉnh như Vũng Tàu, rồi Bến Tre, Bình Dương, Tiền Giang, như Châu Đốc, tức là những cái thông tin đó thì nó không có đúng sự thật. Thì mình thương con, nhớ con, thì mình những cái thông tin đó mình nghe đâu là mình phải chạy đi đến đó để mình tìm kiếm. Thời gian đầu cháu nó đi thì gia đình cấm cản để cho cháu nó khỏi đi sai đường lạc lối, tức là nó đã đến những cái nơi mà nó không được cả
cảm nhận của gia đình là nó không được tốt, cho nên gia đình cấm cản. Nhưng mà trong thời gian suốt coi như là 4-5 năm qua đó, cháu nó đi á, thì gia đình cũng nhìn nhận ra được một cái là không có ràng buộc cháu nữa. Tức là tâm tư của vợ chồng á, là của gia đình là muốn cháu tự do. Tức là nếu như cháu nó nghe được những cái lời nói của cha mẹ, tức là khi phát hiện ra cháu ở đâu á, hoặc là biết cháu nó ở nơi nào, thì gia đình cũng đến khuyên cháu chứ không hề bắt bớ nữa. Không bắt á. Rồi nguyện trong gia đình, trong tâm của vợ chồng á, là cũng hỗ trợ cho cháu một ít một số vốn, số tiền để sinh sống, sinh hoạt trong thời gian mà gọi là xa gia đình nó thiếu thốn, thì mình cũng tạo cho nó một điều kiện để cho nó tự được tự do. Gia đình là không có ràng buộc cháu nữa. Bản thân mình là một người mẹ thì mình có muốn gửi lời gì đến cháu Diễm My không chị? Thì cái lời chị mong muốn rằng là cái người mà đang cu mang Diễm My bây giờ đó, hãy liên lạc về với gia đình và cho chị biết được cháu nó ở đâu để tàu nghiệp, để là chị lo cho con của chị là Võ Thị Diễm My á. Thì cái lòng mong muốn của chị là bé lớn lên chưa có biết gì, chưa có ăn chơi, chưa có một cái gì là sung sướng đó, thì bị vô đó 5 năm trời bị khổ cực. Chắc ăn là chị biết bé nó sống, còn sống. Vì là bé nó còn sống là vì lý do trong cái nơi giả sư này nè, là cái nơi của ông Lê Tùng Vân á, ổng đưa con bé nhờ đỡ đi giới, đi giấu ở đâu đó cũng là gì, cũng là gia đình ông Lê Tùng Vân. Bé không bao giờ mà chết, cho nên người ta nói chị không bao giờ mà tin. Chị có linh trời Phật là Diễm My đang còn sống, không bao giờ chết. Mong muốn con bao giờ cũng quay về nhà, không trách móc, không có hề mà nói con nó nói sai mà vẫn thương con, vì con là một người nạn nhân. Từ từ con sẽ tỉnh ra chứ. Thương con ghê lắm, thương con không thể nào mà thương con vô điều kiện. Mong muốn rằng con quay về để lo cho con, thì cái lòng của mình mới ngủ ngon, mới lại yên tâm được. Chứ giờ mình sống cuộc sống mà mình khi mình ăn cái gì ngon mình cũng nghĩ tới con, không thể chịu nổi được. Vâng, em xin cảm ơn anh Thắng và chị Mai đã có những chia sẻ về cái chi tiết của bé Diễm My hiện tại. Xin cảm ơn quý vị độc giả của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã theo dõi. Trao đổi với phóng viên, luật sư Lê Trung Phát, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, về mặt luật pháp, một người dù không có thông tin liên lạc nhiều năm, nhưng những người có liên quan không đề nghị tòa án tuyên bố mất tích, thì họ vẫn được xem là người bình thường như bao người khác, quyền và lợi ích của họ vẫn như người bình thường. Nếu một người bị người có quyền, lợi ích liên quan đề nghị tòa án tuyên bố mất tích, thì về mặt pháp lý, quyền và lợi ích của họ vẫn được đảm bảo theo Điều 69 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Và nếu người này sau đó trở về, thì có thể đề nghị tòa án ra quyết định hủy bỏ, quyết định tuyên bố mất tích đối với người đó theo quy định tại Điều 70 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Cũng theo luật sư Phát, nếu ba mẹ của Diễm My muốn làm thủ tục tuyên bố mất tích đối với Diễm My, thì cần liên hệ cơ quan tòa án để làm thủ tục theo Điều 387 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự năm 2015. Ngoài việc phải có đơn yêu cầu, thì ba mẹ của Diễm My cần cung cấp cho tòa án các chứng cứ có liên quan đến việc họ đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm, phải có giấy tờ chứng minh, không trình báo bằng miệng. Cụ thể, phải có giấy tờ chứng minh là đã liên hệ với cơ quan công an nơi Diễm My cư trú cuối cùng để thực hiện việc tìm kiếm, hoặc là giấy tờ có liên quan đến thông báo tìm kiếm được đăng trên báo đài, giấy xác nhận của cơ quan công an nơi cư trú cuối cùng của Diễm My. Nếu lâu nay họ chưa làm việc này, thì bây giờ phải thực hiện ngay các thủ tục thông báo tìm kiếm, để sau đó có đủ chứng cứ nộp cho tòa án khi yêu cầu tòa án quyết định tuyên bố mất tích đối với Diễm My. Nửa đêm, Võ Thị Diễm My đến tỉnh Thất Bồng Lai vay tiền thay ông nội Lê Tùng Vân. Năm 2019, cộng đồng mạng xôn xao trước clip Võ Thị Diễm My xuất hiện trong lễ quy y của thầy ông nội Lê Tùng Vân ở tỉnh Thất Bồng Lai. Thời điểm này, Diễm My 21 tuổi, đây cũng là lúc địa danh tỉnh Thất Bồng Lai và tên tuổi Lê Tùng Vân với những đồn đoán như loạn luân, lợi dụng trẻ em để trục lợi, khiến dư luận vô cùng bức xúc. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào sự mất tích của Võ Thị Diễm My. Chính vì thế, mỗi lần cô xuất hiện lại khiến dư luận dậy sóng.
Con tu tới bao nhiêu năm? Dạ con tu suốt đời, dạ tu tới chết. Tu tới chết phải không? Dạ. À rồi, mà chắc không? Dạ chắc. Mà thiệt không? Dạ thiệt. Lỡ không thiệt thì sao? Dạ chừng đó cũng chết rồi, con tu tới chết mà thầy. Rồi thôi bây giờ vậy thì giờ cho pháp danh thầy. Bây giờ cho con cái pháp danh. Con đời con đặc biệt lắm. Con á một là một người phụ nữ hồi đó tới bây giờ đó, thầy thấy con anh hùng nè. Con anh dũng nè. Con coi sự đời như đồ bỏ, chẳng có gì phải sợ. Về phía cha mẹ Diễm My, sau khi con gái mất tích, bất bình trước việc Diễm My có quen biết với Lê Thanh Huyền Trân, sinh năm 2002, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, và được Trân mời đến tỉnh Thất Bồng Lai chơi, rồi không quay về. Ngày 9 tháng 9 năm 2019, vợ chồng ông Thắng và bà Mai đã đệ đơn xin giải quyết lên công an xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ngày 25 tháng 9 năm 2019, công an xã Hòa Khánh Tây tiến hành kiểm tra nhưng không phát hiện thấy Võ Thị Diễm My tạm trú tại đây. Ngày 10 tháng 10 năm 2019, ông Thắng tiếp tục gửi đơn đến công an huyện Đức Hòa tố cáo nhóm người tại tỉnh Thất Bồng Lai đã dụ dỗ, bắt giữ con gái ông. Trong lúc công an huyện đang xác minh thì vào ngày 24 tháng 10 năm 2019, vợ chồng ông Thắng cùng hơn chục người trong gia đình đến tỉnh Thất Bồng Lai tìm con gái. Tại đây, hai bên đã có lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát. Ông Thắng không tìm được con gái là Võ Thị Diễm My và vụ việc chỉ được vãn hồi khi công an huyện Đức Hòa có mặt tại hiện trường để giải quyết. Ngay ngày hôm sau, bà Cao Thị Cúc đã gửi đơn lên công an huyện Đức Hòa tố cáo nhóm người ông Thắng cố ý gây thương tích, xâm phạm gia cư bất hợp pháp dẫn đến việc bà bị mất gần 300 triệu đồng. 10 ngày sau, ông Lê Tùng Vân gọi điện yêu cầu ông Võ Văn Thắng xuống để cho gặp Diễm My, nhưng yêu cầu phải hứa là không được đưa cô Diễm My về. Sau buổi gặp mặt, nhóm người trong tỉnh Thất Bồng Lai đã tổ chức quay video đối thoại trực tiếp với cô Võ Thị Diễm My, yêu cầu cô khẳng định rằng nhóm này không lừa gạt, dụ dỗ cô đến đây. Sau đó, đoạn video đã được đăng tải lên mạng xã hội gây bão dư luận. Tất cả là do ông Thắng với bà Mai là cứ tưởng đâu mình ở đây toàn dụ dỗ lôi kéo Diễm My thôi mà. Nếu ông Thắng với bà Mai mà hiểu ra rằng một điều á là cái kỳ mà Diễm My nhảy lầu trốn đi là sư phụ đã ra cái lệnh là khuyên Diễm My về đi học nhờ nghe lời ba mẹ. Rồi nếu mà ông Thắng và Mai hiểu rằng cái lần đầu tiên mà Diễm My mà đi xin vô đây tu nè là cũng chính sư phụ là người đã giúp cho ông Thắng với Diễm My là gặp được với nhau. Trong clip này, ngoài sắp đặt về lý giải việc không dụ dỗ Diễm My, bản thân cô gái này cũng hỏi vay thầy ông nội Lê Tùng Vân số tiền 5 triệu. Nhưng sau đó, Diễm My đã được ông Vân cùng các đệ tử đưa cho số tiền nhiều hơn mong muốn. Để làm rõ nội dung trong các đơn tố cáo giữa Cao Thị Cúc với vợ chồng ông Thắng và ngược lại, ngày 12 tháng 12 năm 2019, Công an huyện Đức Hòa mời bà Cao Thị Cúc và cô Võ Thị Diễm My với vợ chồng ông Võ Văn Thắng lên làm việc. Khi cơ quan công an yêu cầu Cao Thị Cúc giao cô Võ Thị Diễm My cho gia đình ông Thắng đưa về nhà để điều trị bệnh, thì Cao Thị Cúc cùng 6 người trong tỉnh Thất Bồng Lai đã có hành vi gây rối, quay phim, chụp ảnh và lưu loa rằng công an huyện đã bắt cóc, làm mất tích Diễm My, rồi gia đình cô Diễm My sẽ đến giết họ. Trước hành vi sai phạm trên, công an huyện Đức Hòa yêu cầu nhóm người này xóa hết video, không được quay phim, chụp ảnh trong cơ quan và mời họ ra ngoài. Sau khi ra ngoài, nhóm người này tiếp tục vu cáo, tụ tập đông người gây cản trở giao thông, nên công an huyện phải điều lực lượng đến đảm bảo an toàn trật tự, giải thích cho mọi người hiểu. Và đến trưa cùng ngày, nhóm này mới chịu quay về tỉnh Thất Bồng Lai. Diễm My mất tích tại đồn công an giờ là chết rồi. Mất tích tại đồn công an luôn. Thôi không cho, công an không cho. Thầy qua ngồi bên kia đón có. Tại vì hồi nãy anh thấy sao là mấy anh công an nói rằng là tụi tôi đi qua bên phòng tụi tôi bánh để đón á, mà sao mấy anh không cho, mấy anh cản cho tôi. Không ngờ hôm nay Diễm My mất tích tại đồn công an luôn. Là biết má tụi tôi có dẫn con bé tới đàng hoàng. Không, bây giờ nè. Tụi tôi rất tôn trọng chính quyền, nhưng mà cái này là công an đã làm sai. Ông công an Thắng đã làm sai. Tụi tôi giao Diễm My cho công an để làm việc, và sau đó Diễm My mất tích luôn. Và ngay ngày hôm sau, những người trong tỉnh Thất Bồng Lai đã đăng video, bài viết lên mạng xã hội Facebook, YouTube vu cáo công an huyện Đức Hòa đã bắt cóc, làm mất tích Diễm My, vu cáo gia đình cô Diễm My đến giết họ, kích động cộng đồng mạng, quần chúng biết tin đến nhà ông Thắng để giải cứu, đòi lại cô Diễm My cho tỉnh Thất Bồng Lai. Từ việc vu cáo trên đã tiếp tay cho những kẻ cơ hội
và một số đối tượng phản động trong và ngoài nước lợi dụng vụ việc để bôi xấu, chống phá chính quyền. Xôn xao thông tin Võ Thị Diễm My từng bị giấu trong mật đạo ở Tịnh Thất Bồng Lai. Sau khi được thầy ông nội Lê Tùng Vân làm lễ quy y ở Tịnh Thất Bồng Lai, Diễm My được cha mẹ đưa về nhà sau khi có thông tin trên mạng về việc cô bị lạm dụng, bị cho uống thuốc độc. Tuy nhiên, 8 tháng sau đó, Diễm My nhảy lầu trốn khỏi nhà với 40 triệu đồng trong tay. Thời điểm này, theo nội dung trong clip của nhóm người ở Tịnh Thất Bồng Lai quay và tung lên mạng xã hội, Diễm My được cho là đã xuống Vũng Tàu nương náu tại nhiều ngôi chùa. Nhưng sau đó hết tiền nên Diễm My quay trở lại Tịnh Thất Bồng Lai để gặp thầy ông nội Lê Tùng Vân. Con ở Vũng Tàu cho đến ngày 22 tháng 10 năm ngoái là con vô đây phải không? Cái ngày đầu tiên mà con từ Vũng Tàu con về đây là sư phụ điện cho ba con đi tới đây để gặp con. Con có nhớ cái bữa đó là con gọi điện cho thầy ông nội, con nói là kêu thầy ông nội gọi cho ba con đi, nói rằng là giờ là con về đây, nhưng mà ba con tới thăm thì tới thăm thôi, nhưng mà đừng có kêu con về. Nếu mà ba con hứa với thầy ông nội vậy đó thì con mới dám về đây, con nhớ không? Trước việc mất tích và sự thay đổi thất thường trong tính cách của con gái, bà Đoàn Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng, cha mẹ của cô, đã dành không biết bao nhiêu nỗ lực và thời gian để tìm kiếm Diễm My trong vô vọng. Họ không chỉ chờ đợi những thông tin tích cực mà còn phải đối mặt với những ý kiến tiêu cực từ cộng đồng mạng xã hội, đôi khi là những giả định xấu nhất có thể xảy ra với Diễm My. Trong những khoảnh khắc ấy, bà Mai phải mạnh mẽ tự trấn an bản thân để tiếp tục con đường tìm kiếm con mình. Trong buổi livestream vào tối ngày 6 tháng 1 năm 2022, trong lúc đang trò chuyện, bà Mai nhận được tin nhắn bất ngờ rằng Diễm My đã được tìm thấy trong một địa đạo bí mật tại Tịnh Thất Bồng Lai. Ngay lập tức, bà cùng chồng đã nhanh chóng chuẩn bị để đi nhận con. Tuy nhiên đến khuya, bà Mai thông báo với nỗi thất vọng: "Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Diễm My, gia đình chúng tôi vẫn đang chờ đợi thông tin từ phía chính quyền." Câu chuyện về mật đạo trong Tịnh Thất Bồng Lai gây tò mò cho không ít người. Thậm chí, tại thời điểm mà thông tin về thầy ông nội Lê Tùng Vân và Tịnh Thất Bồng Lai gây xôn xao dư luận, nhiều YouTuber đã tổ chức livestream chỉ để giải mã câu hỏi có hay không mật đạo trong Tịnh Thất Bồng Lai. Từ những clip được chia sẻ về nơi ở của Tịnh Thất Bồng Lai, có thể thấy nơi đây có nhiều căn phòng chật hẹp, thiếu ánh sáng, thậm chí là ẩm thấp. Trong một lần chia sẻ trên báo chí, đệ tử ở Tịnh Thất Bồng Lai cũng từng nói rằng mỗi khi mùa mưa tới, nước thường ngập lên đến các phòng, ảnh hưởng rất nhiều tới sinh hoạt. Như vậy đủ để thấy chỗ ở trong Tịnh Thất Bồng Lai như thế nào. Trở lại với sự kiện livestream của bà Tuyết Mai, mẹ ruột Diễm My. Vào ngày 7 tháng 1, 2022, tức là sau thời điểm livestream một ngày, đại diện của Công an tỉnh Long An đã lên tiếng với báo chí, khẳng định rằng không có sự thật trong tin đồn về việc Diễm My được phát hiện trong một căn hầm tại Tịnh Thất Bồng Lai. Công an huyện Đức Hòa vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cô gái này theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, phối hợp với các cơ quan chức năng khác để yêu cầu sự hợp tác của cô trong các vấn đề đang được điều tra. Mặc dù đã có thông báo chính thức, nhưng các YouTuber vẫn tiếp tục đăng tải video dựa trên lời kể của người dân địa phương, lan truyền tin đồn rằng Tịnh Thất Bồng Lai có thể đã xây dựng các địa đạo bí mật, khiến tin đồn càng thêm phức tạp và lan rộng. Khi được báo chí hỏi, một bà cụ 73 tuổi, người đã sinh sống bên cạnh Tịnh Thất Bồng Lai nhiều năm chia sẻ ức mở: "Cửa chính của Tịnh Thất luôn được đóng kín, bốn bề xung quanh là những bức tường xi măng cao ngất và mái tôn che kín, không ai có thể nhìn vào bên trong." Không xa đó, người đàn ông sống đối diện với Tịnh Thất cho biết, mặc dù có nhiều tin đồn trên mạng xã hội, người dân địa phương chưa bao giờ có cơ hội tiếp cận bên trong. Ông kể lại, khi bố mẹ Diễm My đến đây, chúng tôi chỉ có thể đứng ngoài cổng bởi Tịnh Thất quá rộng lớn và phức tạp, việc vào bên trong là điều không tưởng. Một số hàng xóm sống gần đó cũng khẳng định họ chưa từng bước chân vào Tịnh Thất, và những tin đồn về mật đạo do hàng xóm tiết lộ mà các YouTuber đăng tải là không có cơ sở. Trong khi đó, một nhân chứng khác, người đã dành nhiều thời gian để thu thập thông tin về Tịnh Thất, đã mạnh mẽ bác bỏ những liên quan đến cái gọi là mật thất. Ông cho biết, tôi đã vào Tịnh Thất Bồng Lai nhiều lần, đã đi khắp mọi nơi ở đây. Ông Lê Tùng Vân chỉ chia nhỏ Tịnh Thất ra thành nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng chỉ vài mét vuông, rất tối tăm và ẩm ướt, không hề có hầm bí mật hay mật đạo nào cả. Những thông tin lan truyền trên mạng là hoàn toàn bịa đặt. Ông cũng nhấn mạnh rằng, do khu vực này thường xuyên ngập nước, việc tồn tại một hầm ngầm hay mật đạo là điều không thể. Những câu chuyện về Tịnh Thất Bồng Lai với bao điều bí ẩn và đồn đoán vẫn còn là một câu hỏi lớn đối với người dân trong làng. Một nhân chứng khác cũng cho biết, tôi đã vào Tịnh Thất Bồng Lai gặp ông Vân nhiều rồi, từ thời nơi đây chưa nổi tiếng và còn đang nở rộ thông tin có hoa ưu đàm xuất hiện. Khi đó, ông Vân cũng nhiều lần đưa tôi đi thăm cảnh vật xung quanh và giới thiệu tất cả mọi ngóc ngách của căn nhà. Tôi thấy chỉ có căn nhà cũ, không thấy hầm nào cả. Hầm bí mật chỉ là thông tin trên mạng thôi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.